Ba món ăn sáng quen thuộc giúp sống lâu hơn. Trứng. Trứng có nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, dễ chế biến thành nhiều món cho bữa sáng như trứng luộc, trứng chiên ăn kèm rau củ và bánh mì nướng. Trứng chứa nhiều protein, chất béo lành mạnh, giúp điều chỉnh mức cholesterol trong cơ thể, cải thiện thị lực. Ăn trứng thúc đẩy cảm giác no, hạn chế nạp calo trong các bữa khác, góp phần giúp tăng tuổi thọ. Salad rau củ. Salad cho bữa sáng tốt cho sức khỏe vì nhiều lý do. Vitamin, khoáng chất thiết yếu từ rau xanh cùng chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh từ củ quả, bơ, quả mọng, hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ tốt, góp phần kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến béo phì, lâu dài sẽ giúp gia tăng tuổi thọ. Bánh mì ngũ cốc. Bánh mì ngũ cốc là lựa chọn lành mạnh khác cho bữa sáng vì nhiều chất xơ và CaRB phức hợp, giúp tiêu hóa chậm, không làm tăng đột biến lượng đường trong máu, có lợi cho người tiểu đường. Ăn bánh mì cùng bơ, trứng để tăng thêm lượng chất béo omega 3, bảo vệ tim và não, giúp gia tăng tuổi thọ.